như cái xương. Rồi giặt giặt nha chị Anh chút xíu nha, để chơi này chị ta tới nha. Anh Tài sẽ ra đi yên nghỉ và một cái đời vĩnh hằng, và chúng tôi hy vọng là sẽ tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn có một cái chỗ nào đó cho Chí Tài trong trái tim của mình, bởi vì anh là một người nghệ sĩ hết mình với nghệ thuật và luôn hết mình vì tất cả khán giả. Và ngày hôm nay đến đây thì cũng coi như là chúng tôi cũng tạm biệt nhìn ảnh lần cuối cùng là được rồi. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ạ. Anh cảm ơn anh Phương ơi. Cảm ơn.
rất là nhiều. Cảm ơn.